Một nhóm bạn trẻ họp mặt nhau tại căn biệt thự một năm sau ngày mất tích bí ẩn của hai chị em nhà Washington ở Blackwood Pine, nằm trên núi với tuyết trắng bao phủ và những cánh rừng âm u tĩnh mịch. Tám con người không hề biết rằng vào cái đêm khủng khiếp đó, họ sẽ phải đối mặt với quỷ dữ, cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời họ. Và đó cũng là cái giá cho những gì họ đã gây ra trong quá khứ. Wendigo được nhắc đến nhiều nhất trong trừ game kinh dị Until Dawn. Chúng là những con quái dữ ăn thịt người sống, luôn khiến bất cứ ai phải khiếp đảm mỗi khi chạm mặt. Cụm từ Wendigo trên thực tế cũng có rất nhiều nghĩa. Nghĩa phổ biến nhất của chúng là nói về một loại quái vật kỳ dị, thứ được tạo nên từ lòng tham của con người. Chúng ta nên hiểu khái niệm lòng tham ở đây có nghĩa là dục vọng, chứ không đơn giản chỉ là về vật chất thông thường. Wendigo đại diện cho những cơn đói khát vĩnh cửu, không bao giờ có thể lấp đầy và khiến nó biến thành một con quái vật, luôn luôn điên cuồng săn lùng mọi thứ để thỏa mãn dục vọng của nó. Trong một vài định nghĩa khác kinh dị hơn của thổ dân bản địa châu Mỹ, thì Wendigo là các con quái vật ăn thịt người sống. Chúng được sinh ra khi có kẻ nào đó dám phá vỡ các quy tắc về đạo đức vì ăn thịt đồng loại, vì đói khát hoặc vì lý do khác. Sau khi thực hiện hành động mang rợ này, những kẻ đó sẽ bị quỷ dữ thâm nhập tâm trí, biến họ thành những con quái vật Wendigo với hình dạng như một xác chết thối rữa, với vết máu không bao giờ khô trên miệng. Mùi tử khí bốc lên từ chúng lan tỏa trong không khí. Wendigo liên tục tìm kiếm các nạn nhân mới để thỏa mãn cơn thèm ăn không bao giờ ngừng của mình. Cụm từ Wendigo còn được dùng để chỉ một căn bệnh tâm thần. Khi mà người bệnh bị mắc chứng cuồng ăn thịt người một cách khủng khiếp, khiến họ có cảm giác thỏa mãn tột đỉnh mỗi khi làm việc này. Hãy cùng Mọt tìm hiểu về những con quái vật Wendigo trong tựa game kinh dị Until Dawn nhé. Truyền thuyết về quái vật Wendigo có nguồn gốc từ những bộ lạc Andean sống ở vùng núi Madahi từ những năm 1400 cho đến những năm 1850. Đối với thổ dân da đỏ bản địa, núi non, cây cỏ, sinh vật, mọi thứ trên đời đều có linh hồn và con người chỉ nên khai thác chúng vừa đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của bản thân. Tồn tại song song với đó là các linh hồn trong lòng ngọn núi Madahi, nơi chúng được bộ tộc bản địa tôn thờ. Vì sự kính trọng dành cho ngọn núi thiêng, những thổ dân này không bao giờ dám làm gì tổn hại tới môi trường tự nhiên tại đây, bao gồm cả việc săn bắn thú vật. Bọn họ tin rằng bất cứ hành động nào làm núi thiêng nổi giận cũng sẽ dẫn đến các tai nạn hay bi kịch không thể tưởng tượng nổi. Vào thời kỳ thực dân châu Âu bắt đầu tiến trình thám hiểm khai thác châu Mỹ, trong cơn sốt tìm vàng giữa thế kỷ 19, người châu Âu đã phát hiện dấu vết của nhiều khoáng sản có giá trị tại vùng núi Madahi và bắt đầu tiến hành khai thác vào năm 1893. Ban đầu, nhóm thợ mỏ tìm thấy thiết và sau đó là radium. Dần dần, quá trình khai thác bắt đầu xâm phạm vào khu vực linh thiêng của vùng núi và những thổ dân Andean kể lại, họ bắt đầu nghe tiếng khóc của ngọn núi Madahi. Kể từ đó, các thợ mỏ cũng như cư dân vùng núi thường bị mất tích mà không rõ nguyên nhân và khu mỏ dần bị bỏ hoang phế. Trước nhu cầu bức thiết về tài nguyên khoáng sản, lời đồn về sự giàu có của ngọn núi thiêng cũng thu hút ngày càng nhiều những kẻ liều lĩnh đến tìm vận may. Vào mùa đông năm 1951, một nhóm khai thác mang tên The Blasting Crew đã tiến hành mở lại khu mỏ, bất chấp những lời cảnh báo từ các thổ dân bản địa. Hành động này đã làm các linh hồn quỷ dữ ngủ sâu trong lòng núi thức tỉnh lần nữa. Chúng phẫn nộ với hành động phá hoại của con người và bắt đầu tìm kiếm những kẻ xấu số để trả thù. Như số mệnh đã được định sẵn, năm 1952, một sự cố về kết cấu đã khiến một phần hầm sụp đổ. Tai nạn khủng khiếp xảy ra khiến 30 thợ mỏ bị mắc kẹt bên trong hầm. Khi nguồn nước và thức ăn cạn kiệt, họ trở nên tuyệt vọng, trong khi đội cứu hộ bên ngoài vẫn chưa thể tiếp cận để cung cấp nhu yếu phẩm. Những người yếu hoặc bị thương trong nhóm đã không thể cầm cự được. Đó là lúc mà lương tâm con người của họ phải đấu tranh vì sự sống. Nếu muốn tiếp tục trở về với gia đình, gặp lại người thân, họ buộc phải ăn thịt và uống máu những người chết để duy trì sự sống. Vậy họ đã lựa chọn như thế nào? Cuối cùng, các thợ mỏ đã phải làm điều mà họ chưa bao giờ dám nghĩ đến: xẻ thịt và ăn người đã chết để sinh tồn. Đây cũng là lúc những con người đó đã phá vỡ quy tắc đạo đức của chính mình. Điều đó khiến các linh hồn ở trong ngọn núi nhập vào cơ thể họ. Sau 23 ngày nỗ lực giải cứu, thì chỉ có 12 công nhân được tìm thấy và sống sót trở ra ngoài. Blackwood Sanatorium là một bệnh viện tư nhân được sở hữu và điều hành bởi Jefferson Spratt, người đã xây dựng cơ sở trên một suối nước nóng địa nhiệt tự nhiên. 12 người sống sót được đưa đến sanatorium để điều trị sang chấn tâm lý và suy dinh dưỡng trầm trọng, cũng như điều tra về sự mất tích bí ẩn của những người còn lại. Các nhân viên tại sanatorium đã phát hiện ra các biểu hiện bất thường ở các thợ mỏ. Vì vậy, họ đã nhốt một trong số những người sống sót để nghiên cứu và theo dõi.
một trong số những người thợ mỏ đã thể hiện sự hung hăng khi cố gắng cắn một y tá. Quá trình sự biến đổi của những người thợ mỏ thành Wendigo được ghi chép lại cẩn thận, như việc rối loạn chức năng biểu bì, rối loạn khả năng tái hòa nhập cộng đồng, hành vi giao tiếp thất thường, đối tượng trở nên hung hăng, xương sống biến dạng, cuối cùng cơn thèm khát thịt tươi trở nên dữ dội, và rồi sự thay đổi bắt đầu từ đôi mắt. Nó chuyển sang màu trắng đục, tiếp đến là hàm răng sẽ mọc dài và trở nên sắc nhọn hơn. Tất cả 12 người bị biến đổi thành quỷ dữ, và bọn chúng đã tàn sát và ăn thịt toàn bộ những người khác làm việc tại Sanatorium. Năm 1955, toàn bộ hoạt động của Blackwood đóng cửa khiến ngọn núi không có người thuê trong nhiều năm. Wendigo trong Until Dawn vẫn còn giữ được hình dạng của con người, nhưng quá trình biến đổi đã khiến xương sống của chúng bị kéo giãn ra, khiến cho các chi trở nên lòng thòng một cách quá khổ. Tay và chân của Wendigo dài một cách kỳ dị, từ đó giúp chúng có thể leo trèo hoặc bám lên trên tường, nhảy qua các cửa ly ngắn với tốc độ đáng kinh ngạc. Một điều kỳ dị là mặc dù trông tương đối giống con người, nhưng Wendigo hoàn toàn không có giới tính khi mà các bộ phận đặc biệt đã biến mất trong quá trình biến đổi. Để phục vụ cho quá trình ăn thịt sống, xương hàm dưới của Wendigo nở rộng ra với những chiếc răng nhọn để có thể cắn nát cổ con mồi. Do chân và tay của Wendigo đã dài ra như vượn, nên tỷ lệ cơ thể của chúng cũng teo tấp lại, khiến bọn quái vật này trông như những bộ xương di động. Điều cuối cùng khiến Wendigo trở nên đáng sợ là da của chúng trong quá trình bị đột biến đã trở nên phồng rộp. Sau đó, chúng bị tách khỏi cơ thể và biến thành một lớp áo giáp tự nhiên bảo vệ con quái vật này. Wendigos không sợ súng đạn, không sợ dao chém hay các vũ khí tương tự. Shotgun chỉ có thể cầm chân chúng một chút. Thứ duy nhất giết được lũ quỷ này là lửa. Thực tế là lửa giúp thiêu đốt lớp áo giáp bên ngoài, từ đó làm Wendigo dễ bị tổn thương hơn. Do làn da trắng nhẫn cùng tứ chi có thể bò trên trần nhà, Wendigo rất thích lén lút bám theo con mồi hàng giờ đồng hồ trước khi ra tay. Có một điểm kỳ lạ là Wendigo thường hoạt động một mình chứ không đi theo đàn. Thậm chí đôi lúc chúng còn sẵn sàng giết lẫn nhau để tranh giành nguồn thức ăn. Về cơ bản, Wendigo là một linh hồn, nên dù có giết chết thân xác hiện tại rồi thì chúng cũng vẫn có thể nhập vào vật chủ khác, miễn là kẻ đó có ăn thịt người. Truyền thuyết cho rằng bọn Wendigo lây lan bằng cách cắn nạn nhân của chúng, nhưng thực chất không phải như vậy. Vết cắn nếu không chí mạng thì hoàn toàn vô hại, không như zombie có thể lây lan bệnh dịch qua vết cắn. Thị giác của Wendigo có cấu tạo đặc biệt, chúng gần như bị mù nhưng vẫn có thể biết được con mồi thông qua một hệ thống cảm nhận chuyển động đặc biệt. Đôi mắt của Wendigo giống như một chiếc máy dò dấu chân tự động. Nó nhìn thấy sinh vật nào đó chuyển động để từ đó lao tới xé xác con mồi. Cần lưu ý là Wendigo không có khả năng tầm nhiệt như bò sát, tức là nếu mục tiêu đứng yên bất động thì bọn chúng sẽ không thấy được con mồi, nên đôi lúc đứng yên không động đậy là cách sống sót ở bọn Wendigo. Ngoài làn da cứng như đá nên súng đạn bắn tầm gần chỉ làm choáng chứ không thể giết được chúng, thì những con quái vật này còn sở hữu một sức mạnh đáng nể bất chấp vẻ ngoài có phần gầy gò của mình. Đôi tay vượn của chúng dư sức nhấc bổng một người trưởng thành như chúng ta xách cổ gà, với lực tay có thể lên tới 180 kg, tức là đủ để bóp vụn xương đầu con mồi như cám. Wendigo có thể vẫn còn giữ được một chút trí thông minh của người mà chúng nhập vào. Ví dụ như bọn quái vật này có thể nhại lại tiếng những người mà chúng từng nghe, với mục đích là dụ con mồi vào chỗ chết. Trong game Until Dawn, khi hóa thành một con Wendigo thì Hana có thể vẫn nhận ra anh trai mình là Josh. Nó tha cho con mồi này và thậm chí còn mang Josh đi để biến anh ta thành một con Wendigo khác. Cần nhớ là Wendigo săn mồi cả vì mục đích ăn thịt và sở thích. Vì đặc tính của chúng, tức là Wendigo có vẻ giống như một thợ săn đang tận hưởng việc giết chóc khi các con mồi đang hoảng loạn bỏ chạy. Loài quái vật này luôn thích giết chết nạn nhân theo cách tàn nhẫn nhất, ví dụ như bẻ nát hàm, móc mắt, vặn đầu bẻ cổ, hoặc xiên con mồi lên dàn treo để chảy máu tới chết. Chính sự tàn bạo này làm cho Wendigo trở nên đáng sợ, vì cảm giác bị săn đuổi, bị giết một cách tàn nhẫn và trở thành bữa ăn kinh dị sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hoàng khi gặp chúng. Trong một vài tài liệu khi chơi Until Dawn thì có vẻ như Wendigo còn có một cách giết chóc còn kinh khủng hơn. Đó là nó sẽ ghim chặt con mồi một chỗ, lột lớp da bên ngoài đi, sao cho nạn nhân vẫn còn sống. Kẻ xấu số này sau đó sẽ chứng kiến cảnh con quái vật từ từ xẻ thịt và ăn đi nội tạng của mình, một cách chết kinh dị nhất lịch sử. Cuối cùng, dù trông có vẻ ngoài gần giống như zombie và chúng đều là các con người đã chết đi rồi sống lại, Wendigo vẫn không phải là xác sống mà thuộc về dạng quái vật thuộc thế giới linh hồn nhiều hơn. Nếu các bạn muốn biết thêm về loài quái vật này, hãy thử chơi Until Dawn nhé. Mọt đảm bảo sẽ không thất vọng đâu. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel của Mọt trong thời gian qua. Nếu thích video này, hãy like và share. Còn bạn là người mới, hãy nhấn nút đăng ký để đón xem các video tiếp theo của Mọt trong tương lai nhé.
No, no, no! Stay back!